Hello bà con nha, chào mừng quý bà con mình đã quay lại kênh anh tài xế Kim Tiểu Long nha. Thì hiện tại hôm nay tối nay Hoàng đã có mặt ở nhà anh Kim Tiểu Long nha mọi người. Thì xuống đây chơi một đêm với gia đình anh Kim Tiểu Long, chơi với vợ chồng Vinh, cô Linh và mọi người buổi tối hôm nay. Rồi sáng cả gia đình sẽ ra đón anh Long sớm, thì tầm khoảng 9 giờ, 8 mấy 9 giờ thì anh Long sẽ đáp xuống sân bay nha mọi người. Thì hiện tại anh Long đã lên máy bay rồi, lên máy bay tầm khoảng 2 giờ mấy 3 giờ chiều giờ Việt Nam ngày hôm nay nha. Thì hiện tại là thông tin bái ly và bà ngoại vẫn chưa có thông tin là có lên đón hay không nha mọi người. Thì ngày mai mình chưa biết như thế nào nha. Thì sẵn tiện hôm nay thì Hoàng sẽ sẵn đọc luôn cái lịch hát của anh Long khi về Việt Nam nha. Đọc hiện tại thì lịch của anh Long cũng khá là dày đặc khi về Việt Nam nha mọi người. Thì hôm nay là ngày 22, ngày mai là ngày 23 rồi. Ngày mai là ngày 23 thì bắt đầu 26 anh Long sẽ hát hội chợ thương mại Cái Bè nha mọi người. Tối 26 anh Long sẽ hát hội chợ thương mại ở Cái Bè nha. Bà con nào ở Cái Bè thì có thể đến xem anh Long biểu diễn ngày 26 nha mọi người, 26 ở hội chợ thương mại Cái Bè nha. Rồi 28 29 tháng 8 là hát ở Campuchia nha mọi người. 28 29 tháng 8 sẽ hát ở Campuchia nè. Rồi ngày 30 tháng 8 sẽ hát ở rạp Bến Thành đêm Huyền Thoại nha. Tiếp theo là ngày 1 tháng 9 hát ở hội chợ Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu, hội chợ Phú Mỹ nha. Rồi ngày 2 tháng 9 là hát ở Long Xuyên, chợ Cái Sao, ngày 2 tháng 9 nha mọi người. Ai ở chợ Cái Sao, Long Xuyên thì sẽ được anh Long biểu diễn hát ở chợ Cái Sao vào ngày 2 tháng 9 nha. Rồi ngày 3 tháng 9 và ngày 4 tháng 9 anh Long sẽ hát ở Long Xuyên luôn. Rồi đến ngày 9 tháng 9 anh Long sẽ hát ở hội chợ thương mại Biên Hòa nha. Rồi sẵn tối Hoàng chỉ lên thông báo tí xíu vậy thôi nha. Rồi ngày mai Hoàng sẽ trực tiếp đón anh Long ở sân bay cho bà con mình xem. Chúc bà con một buổi tối khỏe tràn đầy nha, và sự tốt lành nha. Hẹn gặp lại ở bà con ở sân bay và ở suốt hành trình anh Long ở Việt Nam nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều nha.